Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện bài thứ 6, nhập vào một chuỗi ký tự, kiểm tra xem chuỗi đó có bắt đầu bằng khoảng trắng hay không. Quy ước khoảng trắng ở đầu chuỗi thì xác định bằng cái regex như thế này. Các bạn có thể sử dụng cái regex này, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương thức đó là start with của cái đối tượng string. Thế như vậy chúng ta có ít nhất là hai cách làm ở trong cái bài này. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thực hiện nha. Nó đơn giản thôi, chỉ cần thay một dòng là xong. Input của chúng ta là một cái dòng chứa chuỗi ký tự cần kiểm tra. Output là yes nếu như nó bắt đầu bởi khoảng trắng. Ở đây khoảng trắng có thể là dấu cách, dấu tab, được chưa? Và no tương ứng với cái trường hợp là nó không bắt đầu bằng cái khoảng trắng. Ở đây mình có cái ví dụ hello world. Thì lúc này cái này nó không bắt đầu bằng khoảng trắng nên kết quả của ta là no. Ở cái này ấy, thì nó bắt đầu bằng khoảng trắng đây. Đây cái dòng thứ hai ấy, thì kết quả là yes. Cái dòng thứ ba này thì nó không bắt đầu bằng khoảng trắng thì kết quả là no. Còn cái dòng cuối cùng đây, cái dòng cuối cùng này thì nó bắt đầu bằng khoảng trắng cho nên là mình được cái kết quả là yes. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ thực hiện chi tiết trong cái công cụ lập trình. Chúng ta sẽ kích vào cái thư mục project của chúng ta ấy, tạo new cái Java class. Sau đó thì đặt tên cho nó là ví dụ mình cho exercise 6. Ở trong đây thì chúng ta sẽ viết cái phương thức main có main tab. Mình sẽ có một cái scanner. Mình sẽ bằng new scanner tab, đây là system.in. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ hiển thị ra một cái thông báo đó là hãy enter a string. Đấy, a string thì chúng ta sẽ như này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập nó vào. Thì cái string thì mình sẽ cho nó là str thì sẽ bằng scanner chấm next line, đọc vào cả dòng nhé. Sau khi mà thực hiện này thì mình tiến hành kiểm tra và in ra kết quả check and print result. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra nếu như là cái thằng str chấm nó start with ở cái dấu cách cho vào đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ in ra là yes trong này, yes đấy, else thì chúng ta in ra là no. Được chưa? Thì cái này bắt đầu bằng khoảng trắng. Ok chưa? Và lúc này thì mình có thể điền nó vào là cái thử xem nó có những cái gì nhá, cái phương thức này này. Thì nó có cái not null prefix này là một cái string. Đó thì lúc này bắt đầu khoảng trắng thì mình cứ khoảng trắng là dấu cách đi. Cho vào đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thử với cái cách này. Sau đó thì mình sẽ test thử với cái cách kia nhé. Chạy thử kích vào đây. Chạy. Và cái kết quả của chúng ta sẽ hiển thị ngay sau đây một cái string. Ví dụ như mình nhập một cái hello world. Enter thì no. Đúng rồi. Đấy, như bên này này, hello world. Bây giờ mình sẽ nhập có dấu cách. Ví dụ như là mình có rất là nhiều dấu cách. It's ok. Đấy, thì nó có dấu cách tại vì cái này nó bắt đầu bằng khoảng trắng này. Thì kết quả là yes. Tương tự như thế, mình có thể có một cái gì đó bla 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 rất là nhiều. Sau đó thì random chọn enter thì nó yes. Bây giờ chúng ta nhập vào một cái gì đó, một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, ví dụ như là cái chuỗi này này. Đấy, ví dụ như cái chuỗi này này. Sau đó mình vứt vào đây. Enter. Thì cái kết quả của ta là no. Tại vì lúc này nó bắt đầu bằng số 1 là một ký tự số chứ không phải là khoảng trắng. Ok, như vậy thì cái cách đó là sử dụng cái phương thức start with đến đây là xong. Còn bây giờ cái cách tiếp theo này mình sẽ cắt cái đoạn này đi. Ctrl X. Đó, đây là cái này là Ctrl V. Đóng ngoặc vào. Start with. Được rồi. Bây giờ chúng ta đến với một cái đó là nếu str.match thì cái regex của chúng ta cho đây nó bắt đầu với như này, chúng ta bắt đầu bằng cái mũ này. Thì cái này là sực sực S cộng, tức là có một hoặc nhiều dấu cách, sau đó thì có thể có cái gì đó nữa.
tức là đằng sau đấy chấm sao. Đằng sau đó nó còn có cái gì nữa? Thì cái chấm sao này tức là đại diện cho bất kỳ ký tự nào. Điều này có nghĩa là nó bắt đầu bởi một hoặc nhiều dấu cách và đằng sau nó có thể có các ký tự khác nữa. Đấy, thì lúc này mình sẽ thử xem như thế nào. Vẫn là cái chuỗi. Ví dụ có những dấu cách, dấu tab, sau đó is ok, enter, yes. Đấy, thì nó cũng bắt được là cái này nó cũng bắt đầu với khoảng trắng. Được chưa? Đây, khoảng trắng đến đây. Và bây giờ mình sẽ nhập vào ví dụ như là cái hello world. Enter. Đấy, nó no. Đúng rồi nào. Như vậy, trong cái nội dung của cái bài tập này, chúng ta đã thực hiện là kiểm tra xem là một cái chuỗi nó có bắt đầu bởi cái khoảng trắng hay không. Khoảng trắng đây mình quy ước có thể dấu cách, dấu tab nhé. Nếu các bạn quy ước là khoảng khoảng trắng đơn giản là một cái dấu cách ấy, thì nếu sử dụng start with thì các bạn truyền cái dấu cách vào đây. Còn nếu mà dấu tab thì các bạn truyền được đây là một cái tab, được chưa? Còn đối với cái thằng này này, nếu sử dụng cái regex mũ sử dụng s cộng sau chấm sao này thì nó có thể bắt được cả cái trường hợp mà bắt đầu bằng dấu tab nữa. Đây ví dụ mình sẽ cho các bạn coi này, mình có rất là nhiều dấu tab này. Đấy, sau đó mình mới ha 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 enter, nó cũng hiển thị là yes. Đấy, thì tại cái này là nó đại diện cho đấy cái cụm này này, thì nó đại diện cho một hoặc nhiều khoảng trắng, và khoảng trắng có thể là dấu cách, dấu tab, được chưa? Ok, như vậy thì cái nội dung của cái bài tập này thì đến đây là kết thúc. Code mẫu thì có phía dưới phần miêu tả của video. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái bài tập kế tiếp.